mọi người, lại là mình đây. Hôm nay thì sẽ là một cái vlog đặc biệt, chỉ có một mình thôi. Tại vì là chị Lizzy với cả Nếp thì đã có lịch trình riêng vào ngày hôm nay rồi, nên là mình quyết định sẽ làm một cái vlog riêng, đó là nhuộm tóc tại nhà. Bình thường ý, thì mình nhuộm tóc thì sẽ có Lizzy hoặc Nếp sẽ nhuộm giùm mình. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ thử thách bản thân hơn một xíu, sẽ tự đi mua thuốc và tự nhuộm lại màu tóc xem là có tự nhuộm được không, có lên màu đều được không ý. Hơi thử hơi liều nhưng mà thôi cứ kệ nhá. Tóc mình thì bây giờ đang là màu nâu nâu, ngả màu nâu nâu rồi. Hồi trước mình nhuộm màu đen, xong rồi mình lại mua thuốc màu xanh về mình nhuộm xem là có lên màu không, thì nó không lên thì nó lại ngả ra màu nâu. Thế nên bây giờ mình sẽ đi mua thuốc và nhuộm lại một cái màu khác, để xem tí nữa ra cửa hàng xem là có màu gì đẹp thì sẽ mua nhá. Hôm nay thì mình sẽ đi tới cửa hàng Oliver Young để mua thuốc nhuộm tóc. Và mọi người có thể nhìn thấy nhá, ở Seoul bây giờ cũng ít người đi hơn. Và với cả thời tiết ở Hàn Quốc bây giờ đang cực kỳ đẹp luôn, mà nhìn trời thì có vẻ nắng đấy, nhưng mà gió thổi vào người thì lại có mang không khí lạnh. May là ở khách sạn của mình thì gần với Daiso, là nơi bán mấy cái đồ ăn vặt và đồ dùng các kiểu ấy, với cả gần Oliver Young, nên là mình có thể tự đi bộ được. Chứ ví dụ mà nó xa mà phải đi tàu điện ngầm hay là đi bus thì thôi chắc mình bó tay rồi, mình chả biết đi mấy cái đấy. Tại vì không biết tiếng thì sẽ không dò được cái chặng đường đi ý. Thời tiết cực kỳ đẹp luôn, giống như Đà Lạt vậy đó. Mỗi lần chiều ở buổi trưa mà nó, mình sẽ kiểu nhớ tới nhà ấy, tại vì thời tiết nó vừa lạnh vừa nắng, giống như mùa Tết ở nhà vậy. Hello, tôi đã tới được Oliver Young rồi này mọi người. Đây là cửa hàng bán rất là nhiều mỹ phẩm luôn. Nhưng mà cái chỗ mà tôi đang đứng là bán thuốc nhuộm tóc. Thì đây có một cái hộp thuốc này là màu xanh dương, giá của nó là 6.180, tức là 120.000 tiền Việt mình. Nhưng mà hồi trước thì tôi nhuộm cái màu này nhưng mà nó không có lên được cái màu, nên là bây giờ sẽ tìm một cái màu đỏ hơn, mà không biết là màu đỏ đỏ thì nó sẽ nằm ở đâu. Hiện tại thì nó đang sale rất nhiều luôn này mọi người. Đa số cái màu ở đây đều là mấy màu trầm trầm với mọi người, chứ không có màu mà quá nổi bật ý. Nếu mà tự nhuộm thì mọi người có thể xài cái này đây nhá. Để tôi suy nghĩ thêm, không biết là giữa màu đen tuyền như thế này với cả màu bên đây thì nên, với màu xám bên này thì nên lấy màu nào thì hơn. Sợ cái màu xám thì nhuộm thì nó sẽ bị ra màu nâu như cái tóc bây giờ ấy. Hồi suy nghĩ thì tôi sẽ mua thuốc màu đen cho nó. Hello, bây giờ mình đã về tới nhà rồi và bây giờ mình sẽ khui cái hộp thuốc này và nhuộm tóc nha mọi người. Ở bên trong hộp thuốc này thì sẽ có một cái lọ như thế này, đây, để cho mình trộn thuốc và tự nhuộm mọi người. Là gói màu tưởng thuốc dầu xả. À cái đấy chắc cũng màu quá, vậy thì cái này mới là dầu xả này. Mình sẽ choàng cái áo choàng thần thánh dô được nhuộm tóc thôi. Hay quá, nhuộm tóc như này hồi lúc trước mình ở nhà mình nhuộm ấy là sẽ phải tốn mất một cái áo thun để mà nhuộm xong vứt luôn cái áo đấy. What the hell? Tại vì màu nó sẽ dính vô ấy. Đổ cái vô. Oh.
mọi người luôn đi. À đây, woo. Nó là bọt mọi người ạ. Giống y như trong cái hướng dẫn sử dụng luôn. Mùi thuốc không có quá nồng, không quá nồng lắm. Cũng khá là dễ chịu. Ôi chết rồi, sợ nó không đều quá. Trong này thấy người ta xếp tóc như kiểu là dầu gội. Mình sẽ làm từng lớp trước cho an toàn, và sau đó sẽ làm lại cả đầu như là dùng dầu gội giống người ta hay, giống người ta hướng dẫn. Lần đầu tiên mình nhuộm mà thuốc mà kiểu bọt như này, không biết nó có lên được màu với cả đều không. Vậy là mình đã bôi xong thuốc rồi mọi người ạ. Nhìn cái lọ thuốc nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi mà ra rất là nhiều thuốc luôn, nên là nếu mà ai mà tóc dài hơn của mình nhuộm cái lọ thuốc như thế này thôi vẫn có thể đủ đấy mọi người ạ. Để bây giờ thì mình sẽ đợi khoảng tầm vài phút nữa rồi đi xả tóc xem là màu tóc của mình có được đều không nha. 20 minutes later. Vậy là sau bao nhiêu phút vật lộn thì mình đã có được một màu tóc mới rồi mọi người ơi. Đây mọi người có thể nhìn thấy, đây chính là màu tóc của mình sau khi nhuộm. Quá tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế, như thế là quá chuẩn rồi. Thì như lúc đầu đã nói thì mình tóc mình nhuộm là màu đen, mà lúc mà mình mua thì nó không phải là màu đen tuyền mà là cái màu hình như là kiểu đen tro, đen khói gì mình cũng chẳng biết nữa, nhưng mà
thôi nhìn lên nhìn như thế này thôi cũng được rồi, khác với cái màu nâu lúc trước là được rồi, tại vì bây giờ thì mình cũng không có ý định là sẽ nhuộm lại màu tóc màu nữa, nên là thôi thì tạm thời cứ để tóc đen đi, tại vì tóc mình kiểu gì nó cũng sẽ phai ra cái màu nâu như lúc nãy thôi, nên là khi nào có ý định nhuộm tóc màu thì nhuộm sau, còn bây giờ cứ chọn màu đen cho là an toàn nhất, tại vì form tóc của mình thấy là nếu là màu đen thì nó sẽ dễ vào form hơn ý. Đấy. Xong rồi cũng bên này thì thực ra là nó cũng không hẳn là quá đều đâu, tại vì cái phần này nó hơi nhiều tóc mà mình thì lại không có miết thuốc nhiều ấy, nên là nó không được đều phần bên đây, nhưng mà bên nhìn tổng thể thì cũng không sao hết, cũng tạm gọi là ok. Nên là cảm ơn mọi người đã theo dõi hết vlog ngày hôm nay của mình nhá. Bye bye.